Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì đèn về mấy hôm rồi nhưng mà mình không có cái thời gian để quay cho anh em xem. Thì sẵn tiện hôm nay có bán cho anh này nè. Bán cho ông anh đây là tắt cái. Tại vì mình rút cái cọng dây sạc ra cái nó cháy anh em, chuyện đó cũng bình thường. Bán cho anh Quý ở xóm Yên Đông, xã Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An ha. Ở Đô Lương, Nghệ An. Thì sẵn bán cho anh này cái con này thì mình sẵn mình quay cho anh rồi mình cũng quay giới thiệu cho anh em luôn, giống mấy ngày nay hàng về mà chưa có quay. Bây giờ thì mình giới thiệu lại nè. Trước đây là mình bán cái Blue Carbon 4.0 này là với giá 1.600.000 cộng với phí ship 60.000, nhưng cái cọng dây của nó là chỉ có 3 mét thôi. Còn á mình thấy nhu cầu của anh em á rất là nhiều, mọi người á yêu cầu là bây giờ cọng dây nên dài ra chứ 3 mét gắn không có đủ, vô nhà không có đủ. Cho nên là bên công ty sản xuất lại cọng dây 5 mét. Cọng dây từ 3 mét nâng cấp lên 5 mét. Cái cọng dây của hàng Blue Carbon nó rất là xịn sò, nó là một cái cọng dây chà bá như thế này nè mà nó xịn lắm nha. Bự tổ luôn ha. Cái phi của nó thì mình cũng không biết phi mấy nhưng mà nó rất là to, anh em coi trong video anh em biết không, nó rất là to đó. Thì đúng ra là từ 1.600.000 mình phải bán lên là 1.700.000 một cái đó, thì mình mới trả tiền được cái cọng dây này đủ. Nhưng mà mới vừa rồi mình liều mạng anh em, mình chơi một cái đơn hàng 400-500 triệu đó, nó thẳng với anh em thế. Chơi đơn hàng lớn cho nên công ty cho mình một cái chiết khấu cũng khá ổn. Cho nên bây giờ này mình báo cáo với anh em nè, giá vẫn là 1.600.000 cộng với 60.000 tiền ship như là cái cọng dây ngắn hồi xưa đó, như là cọng dây ngắn hồi xưa đó. Mọi người hiểu không nè, có nghĩa là mình đặt hàng mới lấy cọng dây dài hơn, đúng ra là bán lên 100.000 nhưng vẫn bán giá như hồi xưa. Và do mình có chiết khấu lớn từ công ty, nếu muốn chiết khấu lớn thì mình phải lấy một cái đơn khủng đó, như anh em cũng hiểu ha. Đó thì bây giờ 1.600.000 cộng với phí ship là 60.000, nhưng ngoài cái việc mà mình nhập cái đèn này về, mình còn nhập cái mà dây 3 mét hồi xưa. Tại vì mình biết nhiều anh em đâu có xài tới cọng dây này đâu, dây 5 mét này đâu. Nhiều người lắp tấm pin xong rồi lắp cái đèn luôn. Mấy người mà ta lắp ở kho anh em, mà lắp ở ngoài trời á, thì cái tấm pin với cái đèn là kế bên nhau, thậm chí tấm pin che nắng cho cái đèn nữa, lắp ở trên cái đèn che nắng cho cái đèn luôn, thì nó không có cần cọng dây dài này. Cho nên là mình vẫn có nhập cái hàng dây 3 mét về và mình bán với giá 1.600.000 bao ship. Cái này dây 5 mét 1.600.000 cộng 60.000 tiền ship. Còn cái dây 3 mét dành cho những anh em không cần dây dài là 1.600.000 em bao ship. Đó, em nói rõ ha. Thì hai cái đèn nó giống y chang nhau từ A tới Á luôn, chỉ khác nhau cộng dây thôi. Đó, nói thiệt là rõ vậy cho anh em hiểu. Có đam mê ủng hộ thì ủng hộ giúp em nha. Đèn này em mới về nóng hỏi luôn nè, cách đây 3 ngày, 2 ngày gì đó. Nhưng mà em chưa rảnh quay video, sẵn bữa nay bán rồi quay luôn ha. Thì cái 3.0 em mới quay một video, anh em ủng hộ em được thùng rồi. Thùng chục cái rồi ha. Đó, mới quay nhẹ một video. Nói chung là 3.0 em bán giá 1.200.000 quá trời tốt. Phí ship 50.000 là 1.250.000. Em bao giá cho anh em cả Việt Nam luôn nha. Cái 4.0 này là không biết giá tốt cả Việt Nam chưa, chứ còn có 3.0 là em bán 1.200.000 là bao giá anh em luôn ha. Nhưng mà cái này chắc của em cũng bán như vậy là rẻ nè. Nhưng mà anh em nhớ nha, là em đang bán cọng dây 5 mét nha. Đó, chứ không phải cọng dây 3 mét nha anh em. Cọng dây 5 mét giá 1.600.000 cộng 60.000 phí ship. Còn cọng dây 3 mét thì 1.600.000 bao ship. Đó, nói kỹ như thế. Tấm pin của nó là tấm pin 50W nè. Chiều ngang là 5 tấc 35. Chiều ngang kia là 5 tấc 1, 5 tấc 15. 5 tấc 15 với 5 tấc 35 ha. Tấm pin 50W. Cái sợi dây 5 mét chà bá ha. Rồi ở trong đây nó có bộ pin lưu trữ 45 ampere giờ. Mà đặc biệt bộ pin của đèn Blue Carbon á, là bộ pin xịn sò, sắt phút phát nha anh em, BO4 nha, sắt phút phát BO4 nha, xịn sò mà 45 ampere, 100 con led Nhật. Và đèn này thân nhôm đàng hoàng ha. Và cái chá ngoài trước anh em thấy là hàng đẳng cấp, nhìn vô là thấy là nó có một cái sự khác biệt so với những cái đèn mà treo lủng lẳng ở ngoài thị trường nha anh em. Treo lủng lẳng từ tiệm cho tới nhà dân người ta xài, anh em ít bao giờ thấy cái đèn này lắm. Tại vì đây là hàng cao cấp, hàng cao cấp rất là sáng mà giá có 1.600.000 không tin nổi luôn. Phí ship 60.000 nữa nha. Đó, em này em rút cọng dây ra thì nó ngưng, nó không sạc nữa. Để em xách đi để giới thiệu cho mọi người cho nó dễ. Đây là cái ray nè, đi kèm là có đầy đủ ha, đồ món của nó đầy đủ, không có gì thiếu hết. Đấy. Đó, thùng bọng thì ở đây có cái thùng. Riêng cái tấm pin này nó ở chung những tấm pin khác cho nên bản thân nó không có thùng. Em sẽ tạo cho nó một cái thùng nhân tạo để gửi cho anh em nha. Và mốt xốp nhân tạo nữa ha. Đó thì bây giờ em sẽ tiến hành em test, em vô nội dung quan trọng nhất.
là em test. Em nhắc lại ha, 100 con LED Nhật nha. Và cái chá nó rất là hiện đại, ánh sáng nó rất là tỏa. Và bộ pin lưu trữ là 45 Ah, mà pin BO4 nha. Đó, bây giờ thì cho anh em thấy cái độ sáng tuyệt vời của nó nè. Hàng lưu carbon không đơn giản đâu nha anh em. Đấy, đây, nó tủa về bề ngang nha. Bề ngang từ đây nè qua tới đây nè là hơn 10 mét. Nó tủa cái ánh sáng bề ngang hơn 10 mét nha mọi người ha. Đó nè, cái đèn này nó có xu hướng ánh sáng bề ngang. Đây nè, đấy đằng đó ha, nó qua tới bên đây là ánh sáng bề ngang hơn 10 mét. Anh em treo cao lên nó phủ cho anh em chắc không nửa công đất thì cũng khoảng là 2/3, 1/3 công đất nha. Đây nè, đó, không phủ được nữa công đất cũng phải là 1/3, vài trăm mét vuông là chuyện nhỏ ha. Anh em treo cao như thế nào thì về nhà anh em thiết kế. Nhiều bạn hỏi mình cái đèn này nên treo cao mấy mét, ai biết. Đó, anh em muốn cái sở thích anh em như thế nào thì treo như thế đấy, mình đâu biết anh em thích như thế nào. Đó, mọi người thích treo cách mặt đất 3 mét à, đặng cho nó bắt kiến bắt sâu được luôn, phải không? Còn treo 5-6 mét thì nó sẽ phủ một vùng rộng hơn, đó tùy anh em thôi. Đấy, nhưng mà sáng ngon lành ha. Đó, hàng là anh em an tâm. Đó, đó, còn một cái đặc biệt của đèn thương hiệu Blue Carbon nha anh em. Còn một đặc biệt nữa ha, là cái anh Blue Carbon á là anh bảo hành tới 5 năm lận nha. Đó, mọi người tin nổi không, một cái đèn năng lượng bảo hành tới 5 năm nghe giống như là đang lừa đảo nhau đúng không? Đó, nói bảo hành 5 năm là cho mọi người mua hàng sau đó biến mất. Nhưng mà thực tế đèn này bảo hành 5 năm thật nha. Đó, anh em muốn biết có bảo hành thật hay không cứ đem về xài đi. Trong 5 năm mà hư hao mà gọi em mà em không bắt máy á, thì lúc đó anh em biết là nó không được bảo hành. Còn gọi em mà em bắt máy á, mà em kêu gửi về trung tâm bảo hành đàng hoàng á, thì lúc đó nhớ quay lại mua hàng của em nhiều nhiều hơn nữa nha. Đó, nhiều nhiều hơn nữa ủng hộ em nha. Em bán năm này tháng nọ, năm dài tháng rộng, đó, em không có bỏ chạy đâu anh em đừng lo. Cứ sử dụng đi, rồi nó hư hao gì đó điện thoại em nha. Tem bảo hành thì em dán đội trên đèn, tem có đèn này. Và đi kèm với đèn công ty còn cấp một cái mã, cái này nè. Để này này, mình lấy cho anh em xem này. Đây nè. Đó. QC pass có nghĩa là đã kiểm tra rồi và cái thẻ này là thẻ bảo hành nè. Đó, nhưng mà nhiều quá em ghi không nổi cho nên em lồng biến ghi vô đây. Em dán tem ha. Nhìn cái tem này cũng biết bảo hành như thế nào rồi ha. Đấy, hàng Blue Carbon bên hông nó có quạt 4.0 nha. Đó, còn cái thằng 3.0 triệu 2 thì nó để là 3.0. Thì hai cái đèn này khác nhau ở chỗ đó thôi. Ngoài khác nhau chỗ đó nó còn khác cân nặng nữa. Cái này thì nặng dữ lắm. Hôm nay nó mua cân chưa mua ha. Chưa mua cân nữa nè. Đúng ra mình phải cân cái này để cho anh em biết nó chất như thế nào, nó nặng cầm dịu tay luôn á nha. Nguyên một cục ha. Đó, đèn thiết kế không lớn nhưng mà nó đặt ruột và nguyên một cục luôn. Còn đèn riêng đen thì nó bự chà bá nhưng mà ở trong nó có chỗ hở. Còn đèn này em nghĩ không có chỗ hở đâu, đặt ruột luôn á. Đấy. Đó thì 1.6 triệu nha. Phí ship 60.000, anh em đam mê thì hãy liên hệ em. Còn nó cũng là anh em của nó mà cái cộng dây là 3 mét y chang nó luôn. Là 1.6 triệu em bao ship, tùy vào nhu cầu sử dụng mà anh em lấy cái nào hú em nha. Đó, anh em treo ngoài trời mà tấm pin nó kế bên cái đèn thì lấy cái cộng dây 3 mét chứ mắc gì lấy cộng dây 5 mét. Đó, còn anh em nào mà cần 10 mét á thì đơn giản, rất đơn giản. Chúng ta tháo ngoài sau đây nè, ta nối dài ra ha. Nối dài ra, cái cộng dây nối 5 mét á là công ty vẫn bán nha, nhưng mà cộng dây đó 200.000 lận, em không có lấy về bán. Cái cộng dây này rất là đắt nha mọi người. Đó, cộng dây cái cục này nè, cái cục đen đen này nè là 200.000 nè. Đó, em không có lấy về, em bán cái đó tại 200.000 bán cái đó quá dã man ha. Cho nên là anh em nào cần thì mở cái này ra nối dài ra 5 mét, em lấy 50.000 thôi, em nối luôn cũng được luôn nha. Đó, mình thôi tới đây kết thúc video. Xin chào anh em đam mê Blue Carbon 3.0, 4.0, 5.0, liên hệ em nha.